Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 4 tại Gia Lai, Lê Hà đã cùng chồng mới cưới của mình lên đường đến đảo Santorini, Hy Lạp để tận hưởng tuần trăng mật. Cô nàng cũng ưu tiên chọn những thiết kế của Đỗ Long để làm nổi bật lên không gian thơ mộng của hòn đảo thiên đường. Tuần trăng mật này, Lê Hà lựa chọn các kiểu váy xẻ cao, form dáng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Những màu sắc như xanh pastel, đỏ đã góp phần tôn lên làn da trắng, giúp người mẫu sinh năm 1993 nổi bật giữa khung cảnh màu trắng xanh đặc trưng của danh thắng nổi tiếng. Những họa tiết nơ cách điệu ở phần ngực áo kết hợp cùng nếp gấp tinh tế ở phần eo giúp các mẫu thiết kế thoát khỏi khuôn khổ váy công sở thông thường, tạo sự nổi bật cho người mặc. Nắm bắt được hình thể của Lê Hà, Đỗ Long đã giúp Lê Hà đã xinh hay còn xinh hơn trong tuần trăng mật đáng nhớ này. Diện thiết kế của Đỗ Long, Lê Hà tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ trên vùng đảo thiên đường. Người đẹp thể hiện niềm vui và cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới qua nụ cười cùng những khoảnh khắc xinh đẹp tại trời Âu.